được một set là một trăm đồng. Chú chó đang ngồi đây thôi, đứng đây thôi. Nhìn thấy yêu nào đó luôn. Không ăn quả đào. Nhất quyết không ăn quả đào. Một rồi thôi. Toàn trọng tay mắt tận buồn ngủ này. Bên trái. Này nó
Biết đầu tiên luôn. Ôi, gần lưới ấy chị. Phạm Thị Huệ, trọng tài giao cầu Lê Thanh Ly, sân số 2.